Cái này cước mạng tháng bao nhiêu vậy chú? Sếp quên hỏi thì nhân viên kinh doanh nó làm tụt mình đấy. À, như là 165 hay 180 gì đó. 168 tháng. Dạ, ít khi sai. Ổn định hơn, cái độ ổn định trên này nó cao hơn. Dạ. Ecoline Riverside Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, phường Nhân Bình. Ok mọi người, vẫn là cái khung cảnh cũ, đã đang đi lên trên cái dốc của Ecoline và đang đi bộ quá. Đã. Lưu ý cẩn thận nha, xe họ sẽ di chuyển lên. Đây là anh ở gieo máy lạnh, đây là cái máy lạnh. Anh đi theo đây, anh quay bên đây nó lạnh. Đó, mọi người sẽ thấy được cái khuôn viên của hầm để xe. Anh để chỗ đây, à lại chỗ đây nè, chuyển qua đây cho nó gần. Anh để bên đấy hả? Quay bên này gần hơn nè. Anh chạy qua bên đây chuyển nó gần hơn. Có anh ở đây nè, em tưởng không có em tưởng em chụp hình báo cáo à, không ý là có anh thì em tiện đỡ em em không suốt cũng được mày không quên mất chỗ cầu hả? Dạ chỗ cầu ạ. Cầu phòng cuối đây bên đây đúng không ạ? À đúng. Vui chứ. Bây giờ mua cũng để lâu chưa? Dạ con mua lâu rồi chứ, mua hầu 2 năm 1. Ờ. Dạ. Hồi xưa anh ở cơ quan anh mua thì mình bán mà cũng lỗ. Dạ, hồi nay bán là dễ bị ép giá lỗ lắm. Hồi đó là anh mua ấy mà anh nói tiền thì quê nhưng mà quy ra vàng anh nổ. Đúng rồi, nếu mà quy ra vàng thì thôi chứ ai mà quy cho nổ. Mà cũng may bán kịp thời cho con không nữa. Dạ. Là cứ tỷ ba, hồi đó lô anh là lô đẹp hay sao. Dạ. Nói chung là bây giờ là mua ở là ngon. Bây giờ giá nó xuống gần bằng cái mặt bằng chung ấy. Ừ. Dạ. Dễ mua hơn. Dạ. Căn con muốn bán mà giá thấp quá bán nổ. Thầu rén gồng. Cho thuê cũng được, đấy giờ cho thuê để mà chạy giá chứ giờ trả lãi chứ. Dạ, ai mà... Điện... À, cần điện. Của mình thì không sợ chứ. Quên. Nhà gỗ thì không sợ chứ, tìm nó được căng chứ. Dạ, vay gồng đuối á. Lãi nó tới liền. Tháng nào cũng cứ nhổm đít là lãi, nhổm đít là lãi. Bơ phơ liền, già 3 tuổi. Đó, anh để tờ giấy đây nha. Dạ. Anh hiểu nha. Ok anh em, hiện tại thì đang test cái máy lạnh. Đây. Cho thuê nên là cũng đầu tư cái máy nó vừa tiền thôi.
xong rồi giờ chiến trường quá bận. Ở đây cũng lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình sẽ đứng ở đây và chiêu cái góc này, phòng ngủ master mọi người. Đây là nhà vậy. Bây giờ sẽ tiến hành dọn dẹp. Nói chung là cứ mỗi lần làm cái gì thì phải dọn. Tính ra nếu mà được thì anh em làm luôn lần nó sẽ tiện hơn. Tiện hơn rất là nhiều so với việc cứ làm từ từ. Góc này thì là view chính. Anh em nào có nhu cầu muốn mua thì cũng có thể IP nha mọi người. Đấy, cho thuê thì cho thuê, nhưng mà nếu được giá vẫn muốn bán tại đang không có tiền. Đấy, nếu mà có tiền thì lại thay đổi ý định sau. Ok, cảm ơn anh em. Dọn dẹp đó. Góc này là bụi. Cam chạy góc này ok không? Đây, chạy góc này thôi. Quét dọn. Chưa có quay full nên là hôm nay cố tình quay lại á mọi người. Sáng là bắt cái máy lạnh test rồi hôm nay thì lên tắt cái máy lạnh đi. Chung cái này mình thế này nha mọi người, hay mua thì có thể IP. Tại nếu may mắn mà mình có tiền thì mình lại sẽ chưa muốn bán đâu, nhưng mà đang thiếu tiền quá. Người thấy ok được giá thì ủng hộ nhé. Đây mình đang vẫn test cái máy. Ô, đây chạy. Nghe Quang ơi, ông nào ở đâu mà báo đi, lát tôi chạy qua. Tuấn nè, Tuấn nè, vậy thì qua đi, người tôi chạy qua liền hả? Đây mình có hai view nha mọi người. Đây là view bên ngoài ra tầm thị nại hướng đông bắc. Xa xa kia là tầm thị nại này. Đẹp. Mọi người có thể nhìn quen rồi. À bữa nay đồng lối chính rồi kìa mọi người. Vàng vàng đã không? Còn dưới đây thì cái cũ này. Sắp tới thì Điện Biên Phủ nó dài nó chạy thẳng ra các tuyến luôn, mọi người có thể ra ngay đường hầm ngồi ở phía trước á thì chúng ta sẽ đi lên luôn. Không sợ gì cả. Ok, view thứ hai là ở bên kia. Thành công thứ hai thì thuộc là tây bắc, mà thuộc tây tứ mệnh nên là nhiều khi mình sẽ chọn những cái căn như vậy mọi người. Hồi căn này hồi đó đồng giá với căn đông nam chứ, nhưng mà mình không thích đông nam. Không phải không thích mà là mình không hợp với đông nam nên mình không mua. Nên bây giờ là mình sẽ chọn cái góc này. Wow, bữa nay đồng lương chính này. Vài bữa nữa là Thi phải bàn giao căn hộ cho khách thuê rồi, không có dịp ngắm được đồng lúa vàng này nữa. Trời ơi, mình chỉ chậm vài ngày thôi mà khu vực kia người ta đã cắt rồi, đã thu hoạch xong rồi, còn khu vực này thôi. Wow. Quá đã. Cũng còn may. Và thật sự là cũng đáng tiếc thật, mọi người ở đây thì chúng ta không thấy rõ đâu. Chúng ta phải lên tầng 28. Tại vì tầng 28 thì chúng ta sẽ không thấy nhà nhiều, mà chúng ta chỉ thấy được cánh đồng thôi. Còn ở đây thì chúng ta vẫn còn thấy nhà này. Quá đã.
quá đẹp luôn mọi người ơi. Ok, mọi người quan tâm về căn hộ này hoặc là căn hộ Ecoline nha thì hãy liên hệ với số điện thoại 0902 88 277 nha mọi người. Rất mong là sẽ có cuộc gọi thiện chí từ tất cả mọi người nha.